Hỡi các đồng bào, tôi đã được đây và mình là một full admin. Hôm nay mình sẽ làm về Obito. Tôi nói là mình rất là hên khi mà mình dùng tới tận 400 ron của mình và sử dụng cái bình Ultra Lucky vẫn lệch 37,5% may mắn. What the hell? Không thể nào mình lệch được cái con banner của Sam Jinwoo á, nó là 51,2%, trong khi hàng Obito đứng kế bên nó 20%. Hết bắt là ra hàng Obito. Nhưng mà thôi kệ, lỡ rồi. Nói chung là cộng một content không sao cả. Mình sẽ làm video về con này, nhưng mà trước hết mình sẽ gọn trước chỉ số của nó nè, C, C và D, rất là hãm hại. Nội tại của con Obito này đúng kiểu chán luôn, có đúc một dòng là như thế này, tăng 23% tốc đánh mỗi quay lên tới 12%. Well, mọi người nhìn một con tướng Legendary nè, yếu hơn Mythic và hai dòng. Dòng đầu tiên đó chính là quái cái địch mà không phải là boss dưới 20% máu, cái hàng Black Goku này sẽ có 20% giết luôn con đó, chắc là xịn nha. Còn tiếp theo nữa là cái dầm nó rất là xuống, nó rất là cành ba te luôn á, đam cộng 15%. Ôi cái này là nó bình thường đúng không, game mà đã có, nhưng with it attack về form thùng trăm phần trăm, có cái dầm này nó y chang, nó cành ba te luôn, không khác gì cả. Có nghĩa là nó sẽ là 15% đam, nhưng mà mỗi lần nó đánh nó sẽ tăng thêm 15% đam nữa, tăng lên tới 100% đam. Ai cho nó cành ba te nhìn phát là biết ngay, và giảm 50% đam hiện tại vào bắt đầu mỗi quay. Cái này nó kiểu như là cái XTS ấy, mọi người thấy cái khúc ở dưới không, nó viết theo cái cách là của game, nhưng mà cái khúc ở trên này nó rất là nó cần pate. Nhưng mà chủ đề chính của chúng ta là Obito mà. Rồi ngon này, chắc là tại vì Obito tầm nó to sẵn rồi ấy, mình muốn lấy cái tóc đánh này à. Obito đánh chậm lắm, bộ phan gom đoàn tốt có dạng super start chip thì gom là unit start. Ồ có nghĩa là mình sẽ dùng cái này đi, cái này con có nhiều cái gì đấy. Ủa, à đây rồi, thôi được rồi, đủ rồi, đủ rồi, quá đủ cho hôm nay rồi. Tiếp theo là mình sẽ gom cái chết cho Uito đi, sợ hả, bấm một phát là lên cơn đau tim. Tôi có nhiêu đấy thôi đó, go speed cũng được, brain 50% kinh nghiệm. Ồ, đi farm. Mình sẽ nói chung là Obito này mình làm review ở cấp 10 thôi. Lý do mà tại sao mình không làm ở cấp max hay là gì hết á, rất là đơn giản. Bởi vì Obito nó sẽ có một cái dạng tiến hóa lên cái trạng thái nó ở tại là chiến nhân giả lần thứ tư, không phải là học quỷ đâu, vẫn là cái dạng mặt nạ thôi. Đây, cái dạng này nè, mình sẽ tiến hóa Obito lên cái dạng này rồi nâng lên cấp max, lúc đó mình sẽ làm sao. Còn ở thời điểm hiện tại mình chỉ show cho các bạn thôi, để cho bạn nào muốn gon hoặc là vô tình bị lạc rết sẽ xem video này và thấy rằng nó mạnh không. Nói chung là mình lạc rết rồi, mình cũng phải lùa gà mấy thằng khác để cho họ cũng có kiểu lạc giống mình ấy, kiểu như là họ gon ra con này hoặc là họ cố tình gon luôn, thấy bên Obito họ gon thế thì mình sẽ hả dạ hơn rất là nhiều. Vẫn như chiến thuật cũ, khi mà bắt đầu chặn mình sẽ đặt thanh niên khỉ vàng ra để đép. Người thanh niên này đép giai đoạn đầu rất là tốt, quái thì sao chứ băm xám áo nhỉ. À tại vì mình đi cái Legend Stay nhiều quá nên là mình thấy con quái này nó hết máu, mình có solo Legend Stay rồi, kỷ lục của mình là 30 ải nhưng mà chưa ra xét duyệt. Mọi người thấy khỉ vàng mới vô đánh rất là nhanh, nhưng mà dần sau đánh sẽ chậm lại, nhưng mà chả quan tâm cả. Mỗi lần bắt đầu quay sẽ đánh nhanh, sau đó mình sẽ đặt phát mấy con farm tiền ra, lúc đầu đép nó cứ chiêu chiêu gì đó. Nói chung là đép để dành, tôi vẫn đép y chang gì à, con khỉ vàng nó khỏe quá, nâng lên cả cấp 30 thôi là nó gánh nó rồi, nó gánh cái Legend Stay chứ có gì là cho lành với Infinite nó gánh không nổi. Cái vị suy cho cùng nó cũng chỉ là con tướng Legend ghi thôi, cái khả năng của nó cũng chỉ có thế. Tới vây ba mình vẫn tiếp tục farm tiền và mình sẽ đặt thêm một con khỉ vàng ở đây nữa và xong hú hú khẹt khẹt. Đấy là chúng ta đã đi ải rất là nhanh, quay cống liệt mình nâng một phát nữa, và khi cái bộ điểm thời gian này nó đếm hết nè, mấy con Speedwagon nó được farm thêm tí tiền nữa, cái đó gọi là tranh thủ đấy. Mình sẽ đặt thêm một con khỉ ở đây nữa là xong. Thật ra chỉ cần một con khỉ là được rồi, nhưng mà cái góc này nó hơi bé nên mình cũng không tự tin lắm, mình sẽ đặt hai con ra để cho bọn nó kiểu hú hú khè khè với nhau để nâng lên. Chơi đoạn đầu cứ farm tiền thôi, thật ra chơi cái này không farm tiền cũng được, tại vì cái ải sáu này bình thường. Ừ nhà sao mình không đi cái đây chẳng, thôi kệ đi kệ đi kệ đi. Rồi mình sẽ nâng lên. Hiện tại Obito của mình mới đặt ra là 600 đam. Obito đánh nó cũng bình thường như những nhân vật khác thôi, là nó đánh theo kiểu hình tròn á,
nhưng mà cái hình tròn của nó lúc đầu cũng khá bé, sau này nâng lên thì hình tròn sẽ bự hơn. Nhưng mà những gì tôi mong chờ ở một con Mystic là nó kiểu đánh hình nó và đánh full AoE, nhưng mà đánh full AoE có full AoE có ban rồi tăng lên. Hai con khỉ nó vẫn làm việc rất là chăm chỉ nha. Nói chung là chơi cái trò này á, bạn nếu bay bạn đầu tư một tí cho em vào con khỉ này không bao giờ được phí cả, khỉ vàng đẹp rất là khỏe. Còn cái việc nó có hú hú kẹt kẹt không thì tôi không biết. Thì năng đủ ba cái rồi, mình sẽ đặt thêm khỉ vàng nữa để đép cho tới cuối trận luôn. Sao có hàng loạt cái gì nè, đội hình của mình có Crocodile để cho đầm trọng, mà thật sự cái đầm trọng của Crocodile này mình đánh giá không cao lắm nếu mà so với những game khác. Tôi biểu là On Star Tower Defense ấy, cái trò đấy cái con gâu đen nó đầm chặn một phát là đầm chặn cuối game luôn, bị dính đánh một cái thôi là đầm chặn cuối game, mà gâu đen đánh rất là nhanh. Nhưng mà bro à, bạn mong chờ gì ở một con tướng tím đúng không, tướng tím mà có đầm chặn được ngon thôi, thành ra không thể so sánh được. Sẽ đặt Crocodile đây bởi vì quái máu nó rất là hấp, có khi Crocodile ra đấm phát là con đó cúp luôn rồi. Cái đầm chậm này cũng chỉ cho có thôi, nhưng mà nó sẽ đầm chậm được con boss, điều này khá là tốt. Cái chích của mình khi mà đi ải này mà mình đi legend nhiều quá mình góp được đó, là ở V14 sẽ có hai cái tượng nó sẽ hiện máu ra, mình sẽ tập trung đến hai tượng đó trước, tới V15 thêm hai tượng nữa nó hiện ra, lúc đó mình xử nó nhanh hơn rất là nhiều và mình cũng sẽ end game nhanh hơn so với cái lúc mà đợi tới V15 mình mới đặt ra bốn con đến bốn tượng. Hoặc đơn giản là sau này game nó ra một cái con nào đó mà có tầm bự chẳng hạn, ví dụ như là ba cái tượng đi, thì mình sẽ đặt một con ra thì mình đánh cái tầm của nó đánh hết ba cái tượng, khi mà nâng lên cỡ 3 4 lần hay là 5 lần gì đó biết đâu được. Khỉ vàng quá khỏe, đặt ra không năng gì cả. Tại vì khỉ của mình cấp 40 rồi cũng không so sánh được. Nhưng mà các bạn nếu mà hỏi các bạn cứ lấy một con khỉ cho mình nuôi lên cấp 30, cấp 30 nuôi dễ lắm, chỉ cần sao nhờ nó thẳng là bạn chả làm gì hết, bạn đi story thôi là bạn lên được cấp mười mấy rồi đúng không, gần 2 mấy, sau đó bạn cho ăn đồ ăn mà story đi được á, đến cấp 30 luôn rất là nhanh, thậm chí còn chả cần phải làm gì. Nếu như Speedwagon mình à, Speedwagon mình có cho ăn gì đâu, với thằng Crocodile nó cấp 34. Nói chung là cái trò này lên cấp 30 nó là cái giai đoạn rất là dễ, từ cấp 30 trở về sau các bạn hãy cho ăn. Nhưng mà nếu mà bạn có miễn ship thì bạn cho ăn liền luôn, tại sao lại không đúng không? Ở đây hai cái tượng nè, nó sẽ xuất hiện hai cái tượng trước, mình sẽ nâng lên còn 1k4 sát thương 3 lần nâng với cái số lượng tiền này. Cũng được, tại vì 1k4 là nó đâm cái tượng hai cái là xong rồi thì phải. 1k4 này là nó bằng hàng gon của mình ở cấp 30 năng mát hàng ở đó cấp 10 rồi. Gon của mình cấp 30 nó lên tới 2k sát thương nè, nhưng mà nói chung là không so sánh được với tướng Mihit. Một con tướng Legend Lagi nó rất là ngon nhưng mà đến chỉ nó chỉ có thế thôi. Sau khi phá xong 4 bức tượng thì nó sẽ hiện máu ra và mình sẽ đặt lên và bung 2k5. 2k5 tiền, 2k5 sát thương với lượng tiền nó gây ra. Nếu đấy sát thương chia cho tốc đánh thì mình sẽ được là 25 chia 4. 25 chia 4 thì được cỡ 6 rồi. 1 giây sẽ gây ra cỡ 600 đam. Theo mọi người thì nó có ngon không? Với cái AoE năng mát này khá là bé như thế này, nhưng mà cái tầm nó rất là to. Nếu mà mình đặt ở đây thì nó sẽ bao quát nguyên một cái khu như thế này. Boss đi cỡ nửa tiếng đồng hồ thì nó mới đi hết cái tầm của Obito. Cái này thì mọi người đánh giá nha. Nhưng mà theo mình thấy trong story Obito không ngon. Tại vì các bạn phải biết trong story là chỉ những người newbie họ mới đi, và là khi mà bạn farm cấp cho nhân vật, farm cấp cho nhân vật thì chúng ta chỉ cần đép đầu như khỉ vàng là được và cộng với một con khác, ví dụ như con Gon chẳng hạn, đâu cần phải đầu tư nhiều đâu. Thành ra là Obito này trong cái story mình đánh giá không cao lắm. Thế thì Gon có gì mà mình lại đánh giá cao? Rất đơn giản, Gon nó có một cái thứ mà giúp cho nó có thể sánh ngang với Mythic, thật ra là cấp 30 sánh với cấp 10, nhưng mà gọi gọi là gì cũng ngon rồi. Đó chính là cái nội tại của nó, cứ bất kỳ một thằng nào đó đứng trong tầm của nó sẽ tăng thêm 10% đam và tăng lên tới 100%, có nghĩa là chỉ cần có 10 đồng minh đứng trong tầm của nó thôi là nó sẽ tăng gấp đôi sát thương, và Gon nó sẽ đạt tới hiện ở thời điểm hiện tại của mình là 2.000 sát thương, 2.000 sát thương. Còn dây thì mình chả nhớ, nhưng mà năng của Gon này khá là rẻ,
Chứ lại nếu mà bạn không cần phải nâng mát cũng được, bạn đặt mấy con gôn đi, anh nâng nó cỡ 4 năm thôi, xong rồi cho nó đứng ở cái chỗ mà tập trung mấy mấy hàng đồng đội, thì lượng sắt hư gây ra cũng rất là nhiều, trong khi lượng tiền bỏ ra thì nó rất là ít. Thậm chí lượng gem bỏ ra để quay một con Legendary đó cũng rất là ít luôn. Nội tại tiếp theo của gôn đó chính là sau 6 đòn đánh sẽ tăng tỷ lệ né 100% cho đến khi bị đánh. Điều này giúp gôn khỏi né được những đòn đánh của boss. Trong khi Obito của chúng ta thì tăng tốc đánh. Thật ra thì Obito bây giờ nó chưa tiến quá mát nên là mình cũng chưa nói được gì. Nhưng mà nếu mà gôn ra mid thiết thì bạn cầm chơi là được. Tôi cũng chả có gì. Nhưng mà nếu mà bạn này bay thì bạn mới nên xài gôn và khỉ thôi. Video này của mình cũng chỉ đến đây. Mình sẽ skip cỡ một tuần hay gì đó để mình cày Obito tiến hóa lên, và mình sẽ có một video cho các bạn cày full cấp luôn. Và nếu mà còn dư đá và dư tùm lum tà la thì mình sẽ ngồi mình đập cái kiểu, còn không dư thì thôi, chỉ số nó vẫn vậy. Mà chết thì nó sẽ hai cái khác, tại vì Obito hiện tại mình đang farm, thành ra là mình lấy cái chết của nó là cái tăng thêm 50% kinh nghiệm này vào add on rồi. Ui lên cấp 29 này, lên cấp 30 là dễ như thế đấy.